ngày 13 tháng 4, lãnh đạo Công an thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị này vừa tạm giữ 7 nghi phạm để điều tra hành vi ném chất bẩn vào nhà dân để đòi nợ thuê. 7 đối tượng bị bắt giữ: Bùi Văn Hiệu, Nguyễn Thành Trung, Huỳnh Tân Anh, Trần Ích Kim, Vũ Thị Tâm, Lương Văn Bằng và Lê Lưu Huỳnh Phước. Trước đó, tháng 10 năm 2020, Vũ Thị Tâm cho chị Phạm Thị Thu Trang, trú tại huyện Hải Hậu, vay 880 triệu đồng. Do đến hẹn, chị Trang chưa trả tiền, nên đầu tháng 3 năm 2021, Tâm đã thuê Lương Văn Bằng, Bùi Văn Hiệu đòi chị Trang tiền nợ. Bùi Văn Hiệu gọi các đối tượng trên cùng đến nhà bố mẹ, chị gái và nơi làm việc của em gái chị Trang uy hiếp, ép người thân trả nợ cho chị Trang. Các đối tượng còn dùng thủ đoạn ném chất bẩn, mắm tôm, dầu luyên, trứng thối vào nhà chị gái chị Trang. Đầu tháng 4 năm 2021, người thân chị Trang trình báo Công an thành phố Nam Định. Ngay khi nhận tin, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Nam Định đã điều tra, truy xét và bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng đòi nợ vào chiều ngày 9 tháng 4.